Này thiện hiện, Đại Bồ Tát thi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại từ hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán pháp không quên mất, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không quên mất, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán trí nhất thiết, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí nhất thiết, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc là sở biến tri, hoặc chẳng phải là sở biến tri, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán quả dự lưu hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận,
nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Dự Lưu hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, quả vị độc giác, hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát thi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán tất cả hạnh đại Bồ Tát hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán thánh đế khổ, hoặc nên biến chi hoặc chẳng nên biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế tập, hoặc nên vĩnh đoạn hoặc chẳng nên vĩnh đoạn, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế diệt, hoặc nên tác chứng hoặc chẳng nên tác chứng, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thánh đế đạo, hoặc nên tu tập hoặc chẳng nên tu tập, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán bốn tịnh lự, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán bốn niệm trụ, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, nên quán pháp môn giải thoát không, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện,
hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hỷ luận nên chẳng nên hỷ luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán tám giải thoát, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán năm loại mắt, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán sáu phép thuần thông, hoặc nên tu hoặc chẳng nên tu, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán quả dự lưu, hoặc nên vượt hoặc chẳng nên vượt, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán quả nhất lai, bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, hoặc nên vượt hoặc chẳng nên vượt, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán bố thí ba la mật đa, hoặc nên hành hoặc chẳng nên hành, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi, bát nhã ba la mật đa, hoặc nên hành hoặc chẳng nên hành, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán pháp không nội, hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán chân như, hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc nên an trụ hoặc chẳng nên an trụ, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc nên thú nhập hoặc chẳng nên thú nhập, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán chánh hạnh của mười địa Bồ Tát, hoặc nên viên mãn hoặc chẳng nên viên mãn, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán tất cả hữu tình, hoặc nên thành thục hoặc chẳng nên thành thục, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán tất cả cõi Phật, hoặc nên nghiêm tịnh hoặc chẳng nên nghiêm tịnh, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán mười lực Phật, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán đại từ, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán pháp không quên mất, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán tánh luôn luôn xả, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán trí nhất thiết, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Nên quán tất cả pháp môn đà la ni, hoặc nên khởi hoặc chẳng nên khởi, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán tất cả tập khí phiền não tương tục, hoặc nên đoạn hoặc chẳng nên đoạn,
chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận, nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật hoặc nên chứng hoặc chẳng nên chứng, chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán tất cả pháp như thế và các hữu tình đều chẳng thể hí luận nên chẳng nên hí luận. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp hữu tánh chẳng có thể hí luận hữu tánh, vô tánh chẳng có thể hí luận vô tánh, hữu tánh chẳng có thể hí luận vô tánh, vô tánh chẳng có thể hí luận hữu tánh, lìa tánh hữu vô, pháp chẳng thể nắm bắt được. Hoặc năng hí luận, hoặc sở hí luận, hoặc chỗ hí luận, hoàn toàn vô sở hữu. Vì vậy, này thiện hiện, sắc không hí luận, thọ tưởng hành thức không hí luận, nhãn xứ không hí luận, nhĩ tỷ thể thân ý xứ không hí luận, sắc xứ không hí luận, thanh hương vị xúc pháp xứ không hí luận, nhãn giới không hí luận, nhĩ tỷ thể thân ý giới không hí luận, sắc giới không hí luận, thanh hương vị xúc pháp giới không hí luận, nhãn thức giới không hí luận, nhĩ tỷ thể thân ý thức giới không hí luận, nhãn xúc không hí luận, nhĩ tỷ thể thân ý xúc không hí luận. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hí luận, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không hí luận, địa giới không hí luận, thủy hỏa phong không thức giới không hí luận, vô minh không hí luận, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không hí luận, bồ thí ba la mật đa không hí luận, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa không hí luận, pháp không nội không hí luận, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không hí luận, chân như không hí luận, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không hí luận, bốn niệm trụ không hí luận, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không hí luận, thánh đế khổ không hí luận, thánh đế tập diệt đạo không hí luận, bốn tịnh lự không hí luận, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không hí luận, tám giải thoát không hí luận, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không hí luận. Tất cả pháp môn tam ma địa không hí luận, tất cả pháp môn đà la ni không hí luận, pháp môn giải thoát không không hí luận, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không hí luận, bậc cực hỷ không hí luận, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân không hí luận, năm loại mắt không hí luận, sáu phép thần thông không hí luận, mười lực Phật không hí luận, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng không hí luận, đại từ không hí luận, đại bi, đại hỷ, đại xả không hí luận, pháp không quên mất không hí luận, tánh luôn luôn xả không hí luận, trí nhất thiết không hí luận, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hí luận, quả dự lưu không hí luận, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác không hí luận, tất cả hạnh đại bồ tát không hí luận, đoạn trường vĩnh viễn tập khí phiền não tương tục không hí luận, quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật không hí luận. Như vậy, này thiện hiện, các đại bồ tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao quán tất cả pháp đều không hí luận? Phật dạy: Này thiện hiện, đại bồ tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sắc không có tự tánh, quán thọ tưởng hành thức không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận, vì vậy sắc không hí luận, thọ tưởng hành thức cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại bồ tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán nhãn xứ không có tự tánh, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, nhãn xứ không hí luận, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại bồ tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sắc xứ không có tự tánh, quán thanh hương vị xúc pháp xứ không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, sắc xứ không hí luận, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không hí luận.
Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán nhãn giới không có tự tánh, quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, nhãn giới không hí luận, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán sắc giới không có tự tánh, quán thanh hương vị xúc pháp giới không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy sắc giới không hí luận, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán nhãn thức giới không có tự tánh, quán nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy nhãn thức giới không hí luận, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán nhãn xúc không có tự tánh, quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy nhãn xúc không hí luận, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh. Quán các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không hí luận, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán địa giới không có tự tánh, quán thủy hỏa không thức giới không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy địa giới không hí luận, thủy hỏa không thức giới cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán vô minh không có tự tánh, quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy vô minh không hí luận, hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán bố thí ba la mật đa không có tự tánh, quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy bố thí ba la mật đa không hí luận, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán pháp không nội không có tự tánh, quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không tánh, pháp không tự tánh, pháp không tánh tự tánh, không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy pháp không nội không hí luận, pháp không ngoại cho đến pháp không tánh tự tánh cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán chân như không có tự tánh, quán pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy chân như không hí luận, pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán bốn niệm trụ không có tự tánh, quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy bốn niệm trụ không hí luận, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán thánh đế khổ không có tự tánh, quán thánh đế tập diệt đạo không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy thánh đế khổ không hí luận, thánh đế tập diệt đạo cũng không hí luận. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán bốn tịnh lự không có tự tánh, quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy bốn tịnh lự không hí luận, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không hí luận.
Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán tám giải thoát không có tự tánh, quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh, thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, tám giải thoát không hí luận, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán tất cả pháp môn tam ma địa không có tự tánh, quán tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, pháp môn tam ma địa không hí luận, pháp môn đà la ni cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán pháp môn giải thoát không không có tự tánh, quán pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, pháp môn giải thoát không không hí luận, pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán bậc cực hỷ không có tự tánh, quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, bậc cực hỷ không hí luận, bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán năm loại mắt không có tự tánh, quán sáu phép thần thông không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, năm loại mắt không hí luận, sáu phép thần thông cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán mười lực Phật không có tự tánh, quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, mười lực Phật cũng không hí luận, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán đại từ không có tự tánh, quán đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, đại từ không hí luận, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán pháp không quên mất không có tự tánh, quán tánh luôn luôn xả không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, pháp không quên mất không hí luận, tánh luôn luôn xả cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán trí nhất thiết không có tự tánh, quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, trí nhất thiết không hí luận, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán quả dự lưu không có tự tánh, quán quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, quả dự lưu không hí luận, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán tất cả hạnh đại Bồ Tát không có tự tánh, quán sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, tất cả hạnh đại Bồ Tát không hí luận, sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không hí luận. Này thiện hiện, đại Bồ Tát, nếu có khả năng hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hí luận như thế, thì đạt tất cả pháp không có tự tánh nên đều không hí luận, liền nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh cũng không hí luận mà có thể đắc, thì đại Bồ Tát dùng đạo gì được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Có phải dùng đạo thanh văn, có phải dùng đạo độc giác, có phải dùng đạo Phật? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát chẳng phải dùng đạo thanh văn, chẳng phải dùng đạo độc giác, chẳng phải dùng đạo Phật mà được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nhưng các đại Bồ Tát đối với tất cả đạo, trước học hết rồi dùng đạo Bồ Tát mà nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Này thiện hiện, như đệ bát trước hết học các đạo, sau dùng đạo của mình mới có thể chứng nhập chánh tánh ly sanh.
cho đến nếu chưa khởi đạo quả vô học thì còn chưa chứng đắc quả A La Hán. Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, đối với tất cả đạo trước học hết rồi dùng đạo Bồ Tát mới được nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, cho đến khi nếu chưa khởi định kim cang dụ thì còn chưa thể đắc trí nhất thiết trí. Nếu khởi định này chỉ trong một sát na tương ưng với diệu tuệ mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết tướng nên đối với tất cả đạo trước hết học khắp rồi dùng đạo Bồ Tát mà nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, đạo đệ bát khác, đạo dự lưu quả khác, đạo nhất lai hướng khác, đạo nhất lai quả khác, đạo bất hoàn hướng khác, đạo bất hoàn quả khác, đạo A La Hán hướng khác, đạo A La Hán quả khác, đạo độc giác khác, đạo Như Lai khác. Bạch Thế Tôn, các đạo như thế đã có sự sai khác. Các Đại Bồ Tát vì muốn viên mãn trí nhất thiết tướng, nên đối với tất cả đạo cần phải học hết rồi mới nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Đại Bồ Tát ấy, nếu khi khởi đạo đệ bát thì thành đệ bát, nếu khi khởi đạo cụ kiến thì thành quả dự lưu, nếu khi khởi đạo tấn tu thì thành nhất lai hướng, hoặc thành nhất lai quả, hoặc thành bất hoàn hướng, hoặc thành bất hoàn quả, hoặc thành A-la-hán hướng. Nếu khi khởi đạo vô học thì thành A-la-hán quả, nếu khi khởi đạo độc giác thì thành quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành đệ bát rồi mà có khả năng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là điều không có. Chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí thì cũng là điều không có. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát thành dự lưu quả, hoặc thành nhất lai hướng, hoặc thành nhất lai quả, hoặc thành bất hoàn hướng, hoặc thành bất hoàn quả, hoặc thành A-la-hán hướng, hoặc thành A-la-hán quả, hoặc thành quả vị độc giác rồi, mà có khả năng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là điều không có. Chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí thì đó cũng là điều không có. Bạch Thế Tôn, làm sao khiến con biết rõ như thật? Các Đại Bồ Tát đối với tất cả đạo cần phải học hết rồi mới nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà chẳng trái lý. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, nếu Đại Bồ Tát thành đệ bát rồi mà có khả năng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là điều không có. Chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí thì đó cũng là điều không có. Nếu Đại Bồ Tát thành dự lưu quả, hoặc thành nhất lai hướng, hoặc thành nhất lai quả, hoặc thành bất hoàn hướng, hoặc thành bất hoàn quả, hoặc thành A-la-hán hướng, hoặc thành A-la-hán quả, hoặc thành quả vị độc giác rồi, mà có khả năng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì đó là điều không có. Chẳng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát mà có khả năng chứng đắc trí nhất thiết trí thì đó cũng là điều không có. Nhưng các Đại Bồ Tát đối với tất cả đạo cần phải học hết rồi mới nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát cũng chẳng trái lý. Đó là các Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm dõng mãnh chánh cần, tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, dùng tri kiến thủ thắng vượt qua tám bậc. Những gì là tám? Đó là bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác. Đại Bồ Tát ấy, tuy đối với tám bậc đã nói như thế, đều tu học hết nhưng có thể dùng trí kiến thủ thắng vượt qua, dùng trí đạo tướng mà nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lại dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn, tất cả tập khí tương tục, nhập bậc Như Lai, như vậy mới thành tựu trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đã học đệ bát hoặc trí hoặc đoạn đều là nhẫn của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ấy đã học dự lưu hoặc trí hoặc đoạn và nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác hoặc trí hoặc đoạn cũng là nhẫn của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy học hết các đạo của thanh văn và độc giác đã được viên mãn rồi, dùng trí đạo tướng hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, đã nhập bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát rồi, lại dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục, nhập bậc Như Lai mới được thành tựu trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát đối với tất cả đạo đều tu học hết
được viên mãn rồi mới chứng quả vị giác ngộ cao tột. Đã chứng quả vị giác ngộ cao tột rồi, đem quả chứng ấy làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật đã nói, tất cả tướng đạo, hoặc đạo thanh văn, hoặc đạo độc giác, hoặc đạo chư Phật, thì đối với đạo Phật, các đại Bồ Tát làm thế nào mà khởi đạo trí đạo tướng? Phật dạy: Này thiện hiện các đại Bồ Tát, nên khởi tất cả trí đạo tướng thanh tịnh. Bạch Thế Tôn: Làm thế nào đại Bồ Tát khởi tất cả trí đạo tướng thanh tịnh? Này thiện hiện, nếu các hành trạng tướng có thể phát khởi rõ trí đạo tướng thanh tịnh, thì đại Bồ Tát ấy đối với hết thảy hành trạng tướng như thế đều hiện đẳng giác, hiện đẳng giác rồi. Như thật, vì người tuyên thuyết khai thị phô diễn sắp xếp khiến các hữu tình được sự hiểu biết không đảo lộn như thế mà hướng đến sự lợi ích an lạc. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ đều được thiện xảo, dùng âm thanh ngôn ngữ thiện xảo này vì các loại hữu tình trong khắp thế giới tam thiên đại thiên, tuyên thuyết chánh pháp khiến cho biết những điều đã nghe, đều như tiếng vang trong hang núi, tuy có hiểu biết nhưng không chấp trước. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, do nhân duyên này nên học viên mãn các trí đạo tướng. Đã học viên mãn trí đạo tướng rồi, nên như thật biết tất cả các thứ sai khác về tùy miên ý thích của tất cả hữu tình. Nên như thật biết địa ngục hữu tình có đạo địa ngục, nhân quả địa ngục. Biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy. Nên như thật biết bảng sanh hữu tình có đạo bảng sanh, nhân quả bảng sanh. Biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy. Nên như thật biết quỷ giới hữu tình có đạo quỷ giới, nhân quả quỷ giới. Biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy. Nên như thật biết các loài rồng, dược xoa, a tố lạc, khẩn nại lạc, tiền đạt phược, tiết lộ đồ, cụ hoắc ca, giả lỗ na, mạc hô lạc già, trì thần chú, vân vân. Mỗi loài đều có đạo và có nhân quả của chúng. Biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy. Nên biết như thật đạo và nhân quả của loài người. Nên biết như thật đạo và nhân quả của chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đồ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Nên biết như thật các đạo và nhân quả của trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hộ, trời đại phạm.